Không quay được đâu. Xin chào em, hôm nay bonsai viên có cây linh sâm khá đẹp đây nè, đang em xin thử nè. Đấy. Đó, chiều cao của cây này nè. Chiều cao của cây là 80 nha anh em. Chiều tàn ngang nè anh em. Nếu mà anh em đo cái tàn ngang này từ dưới lên trên anh em cho nó có một là khủng 80 nè. Tàn từ dưới lên trên 80. Nếu mà đo tàn ngang gì thì một cái tàn của nó là tới 52 nữa anh em. Tàn bự nhất anh em. Trên đây tàn ngang là ở trên đỉnh nó là khoảng 56. Này là có cái bộ lũa đẹp lắm. Đây mình đo đế anh em xem, cũng đừng tiến quay gần cho anh em xem. Đây. Cái hòn của nó mình đo sơ thôi. Đo dưới này ha, có đế rồi luôn ha. Là đo dưới đây có rễ có đế luôn là khoảng 90. Mà nếu mình đo sát lại như thế này thì khoảng 72 anh em. Sát cái khu này là 72 ha. Giờ mình đo cái thân trong cho anh em thôi. Do là nó còn mới đánh bóng anh em, nên còn dính. Đây. Cái thân 35 nha anh em. Thân 35. Thân trên này là khoảng 27 nè. 27. Đó. Đây là từ đây là lũa nè. Chiều cao chiều dài của đọt lũa đầu tiên là khoảng 51 nha anh em. Chiều dài đọt lũa phụ là khoảng 19, phần mặt thì sống hết. Đây cũng có lũa đỉnh ra anh em. Đó, rất là đẹp. Rất là lắc lượng biến chuyển nha em. Cây khai thác mình ghép cây chín thang vô nè. Cây chín thang hay giá trị hơn. Ghép vô. Đó, tác phẩm rất đẹp. Rồi, anh em cần cái này liên hệ về Bonsai VN số thoại Zalo 0932411987 nha. Giờ mình tiến tới mình quay cho anh em xem về bên trong. Đây nè, bây giờ mình tiến cho mình xem ha. Đây cành nhuyễn hết, đây là phần lũa nó này anh em. Lũa này lũa dinh luôn hết nha. Lũa nó có cái dè đến nỗi là nó thành lõi đỏ luôn, lõi đen luôn nha anh em. Phần này lũa nó luôn, nó ôm cái đoạn rễ là lũa luôn ha, xuống tới gốc đây, đây lũa nó nè. Lũa này anh em thấy không? Rất là đẹp nha anh em. Để nó nổi rất là đẹp. Đây lũa phần trên nữa anh em nha. Phần này lũa hết. Phần này là cái mạch sống của nó. Cái này là cái mạch sống nha. Còn cái này là cái đồng lũa nha. Trời ơi, giữa này là cũng có lũa lên đỉnh luôn ha anh em ha. Cái khúc này là cái khúc mình ghép lâu rồi. Như cây này là mình làm tàn trên 3 năm. Trên 3 năm tay tàn là anh em thấy là cái cục ghép nó rất là lớn. Nghĩa là cái mắt ghép này rất là bự anh em ạ. Nha. Anh em thấy không? À, lũa nó dê rất là dê. Đây. Xoay giùm anh cái bàn thử. Đây là cái phần mặt sau anh em. Mặt sau của cây cũng khắc rất là đẹp anh em. Mặt sau của cây cũng có lũa cũng rất là đẹp ha. Lũa nó chạy xuống dưới từ đỉnh xuống dưới đáy rồi anh em. Anh em thấy lũa không? Đó, đoạn lũa nằm trên đây. Trên cái phần thân này đây, phần thân này là lũa luôn đó, lũa nó chạy xuống dọc xuống dưới tới giữa đây là nó hết lũa nha nè, hết lũa mấy cái này là mấy cái lũa của nó luôn đó. Mình đánh bóng rồi hết. Còn phần này đế rễ nó sống hết, nó cuộn cục rất là đẹp. Cây này cây khai thác nha anh em, rất là đẹp anh em ạ. Thì quay cho anh em chiêm ngưỡng thôi chứ cũng chưa có ý giao lưu. Anh em nào quan thực sự cần thì alo cho mình thôi, liên hệ cho mình số điện thoại Zalo 0932411987 nha mấy anh em. Dòng tím thang thì là nọ hoa tím rất đẹp anh em, rất đẹp. Nói chung là cốt xương là mình làm ok cho anh em hết rồi đó, nên là chỉ việc là chơi thôi. Giới thiệu với anh em là cái phần đỉnh lũa trên này là nó là cái kiểu nó là lũa một khối đặc nha mấy anh em. Một khối đặt ở rừng rồi nó mục dần dần vô. Bây giờ mình về mình làm là tới phiên phần lõi nè. Cái này là màu zin của nó, mình chỉ đánh bóng thôi chứ không có sơn phe màu đỏ nha mấy anh em. Nếu anh em thấy mà cái cây nó màu đỏ thì đó mình phe màu. Còn đây là cái phần lõi của nó đã cháy nè anh em thấy không, mới làm ra.
mình mới làm đũa đây, còn cái này phần này là mình làm nó phàm vô cái phần da của nó còn sống rồi, nên thấy không? Đó, lỗi nó có đen có đỏ luôn, nói chung là rất là dè. Những cái mặt cắt này nó cũng đã có lỗi rồi, nên thấy nè, đây những cái mặt cắt này đã có lỗi hết rồi nè. Nói chung là nó rất là dè rồi, không có cái chuyện mà cái hàng non nớt khai thác trong công nghiệp nha nè. Đó, quay lại mặt chính cho anh em xem ha, chim ngưỡng ha. Đó, cái chậu này là hai người bê nặng nha anh em, chứ không phải là một người bê nổi nó đâu nha. Một người mà bê mà ráng mà vác mà nổi nó đi khoảng được 50 mét là quá giỏi. Mình đi chứ khoảng mình bê lên mình ráng mình bê đi khoảng 10 mét là mình chịu không nổi rồi. Nếu mình vác lên lưng anh em thử, cái chậu rất to này. Chậu rất bự. Phần mặt trời nó sống hết. Thì đây, đây là cây linh sam khá đẹp và khá duyên cho anh em mình sưu tập. Rồi cảm ơn anh em đã xem kênh của Bonsai VN. Cái gì anh em nhu cầu cần liên hệ với Bonsai VN. Cảm ơn anh em rất nhiều.